các vitamin cần bổ sung để hỗ trợ tăng cường đề kháng. Dù vitamin chỉ chiếm một lượng rất nhỏ, nhưng lại có vai trò rất quan trọng cơ thể người, đặc biệt là khả năng hỗ trợ cho các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả. Cùng điểm qua các vitamin nổi bật cần có cho một sức đề kháng tối ưu nhé. Vitamin A. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự toàn vẹn của niêm mạc đường hô hấp và đường tiêu hóa, làm vững chắc hàng rào miễn dịch bẩm sinh của cơ thể. Khi cơ thể thiếu vitamin A, nguy cơ nhiễm trùng tăng cao và khi nhiễm trùng, cơ thể sẽ cần thêm vitamin A, gây nên thiếu hụt vitamin A trầm trọng. Do vậy, trẻ em có thể bị tắc trong một vòng luẩn quẩn giữa việc bị thiếu hụt vitamin A, nhiễm trùng và tỷ lệ tử vong trẻ em tăng cao. Ngoài ra, vitamin A còn có thể gây nên tình trạng khô da, khô mắt, bệnh quáng gà phát triển chậm. Việc thừa vitamin A cũng có thể khiến một lượng lớn vitamin A tích tụ trong gan và gây nên tác dụng phụ như sưng xương, loét miệng, thay đổi thị giác và sự nhầm lẫn. Vitamin D. Với khả năng cải thiện cũng như kích hoạt các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả, giúp sức đề kháng được tăng cường để chống lại mầm bệnh. Đối với người lớn, phòng ngừa các bệnh về xương khớp. Vitamin D còn làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng. Có khả năng cải thiện trí lực, ngăn chặn chứng suy giảm trí nhớ, đặc biệt là ở phụ nữ. Đối với người già, vitamin D đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ xương khớp, thể chất của người lớn tuổi. Thiếu vitamin D dễ gây chứng loãng xương, suy yếu thể chất, khó khăn trong vận động, đi lại ở người cao tuổi. Người có nồng độ vitamin D trong máu cao hơn sẽ có tuổi thọ dài hơn. Do vitamin D có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch khi về già, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh lão hóa nên có khả năng kéo dài tuổi thọ. Đối với trẻ em, vitamin D rất cần thiết cho trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời, giúp bảo vệ và phát triển hệ xương khớp ở trẻ bằng cách tham gia vào quá trình thúc đẩy, hấp thu canxi và phốt pha tê ở ruột. Đồng thời, vitamin D giúp điều hòa lượng canxi trong máu. Thiếu vitamin D trẻ dễ mắc bệnh còi xương, chậm lớn, chân vòng kiềng. Ngoài ra, vitamin D giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, phòng chống các virus gây bệnh cảm cúm, giảm nguy cơ mắc bệnh viêm đường hô hấp. Vitamin E. Vitamin E hỗ trợ cơ thể chống oxy hóa, tham gia vào việc điều chỉnh và duy trì chức năng của hệ miễn dịch. Thường ngày, da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời sẽ bị các tia cực tím hủy hoại, làm da trở nên đen sạm, mất tính đàn hồi, da trùng xuống khiến khuôn mặt trở nên già đi. Ngoài 30 tuổi, mức độ lão hóa da càng cao, các gốc tự do dư thừa sẽ khiến da nhanh chóng bị tổn thương. Bổ sung vitamin E là phương pháp hữu hiệu giúp cải thiện tình trạng trên, giảm tiến trình lão hóa, mang đến vẻ đẹp trẻ trung, đặc biệt là với chị em phụ nữ. Phụ nữ có thai uống vitamin E sẽ giúp ích cho sự phát triển của thai nhi. Vitamin E giúp tử cung của em bé gái phát triển và hạn chế tình trạng teo tinh hoàn ở em bé trai. Ngoài ra, vitamin E còn góp phần làm giảm tỷ lệ sinh non hoặc sảy thai, đảm bảo an toàn cho cả mẹ bầu và thai nhi. Nhiều chị em phụ nữ khi mang thai sẽ bị rạn da, da xấu đi trông thấy. Bổ sung vitamin E khi mang thai sẽ giúp làn da của mẹ bầu đẹp hơn, ngăn ngừa, hạn chế rạn da, giúp mẹ bầu tự tin hơn trong giao tiếp và cuộc sống hàng ngày. Vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B6 và B9, không chỉ hỗ trợ các chức năng tuần hoàn, trao đổi chất trong cơ thể mà còn tham gia trong sự tổng hợp các tế bào trong hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, bạn có thể chủ động bổ sung các dưỡng chất này thông qua thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa chất xuất từ thiên nhiên nhé. Nutrifocadan. Nutrifocadan là thực dưỡng miễn dịch đầu tiên tại Việt Nam với thành phần Fucadan chiết xuất 100% từ tảo nâu Mozuko, vùng nước lạnh nguyên sơ Okinawa, Nhật Bản. Đây là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của các tác nhân gây ung bướu, ngăn ngừa hình thành tế bào và sự di căn tái phát của ung thư. Beta-glucan chiết xuất từ 9 loại nấm của Nhật làm tăng sức mạnh của hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể có sức đề kháng tốt, chống chọi với các loại virus, vi khuẩn có hại. Hai hoạt chất Fucadan và beta-glucan kết hợp với gạo lứt huyết rồng nảy mầm và các loại hạt như đậu đen, đậu đỏ, đậu Hà Lan, mè đen, hạt kê, tuân thủ theo triết lý cân bằng âm dương của Osaka, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật Bản, nên Nutrifocadan luôn giữ được trọn vẹn những dưỡng chất cần thiết đến với người sử dụng, giúp người ăn thực dưỡng, ăn chay, người già, người ốm, người thể trạng kém tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe. Chế độ ăn thực dưỡng đúng cách hướng con người tới sự cân bằng cuộc sống. Những người ăn theo chế độ thực dưỡng được khuyến khích ăn thường xuyên, nhai thật kỹ trước khi nuốt, lắng nghe cơ thể, sống năng động và duy trì tinh thần hạnh phúc để cảm nhận được một cơ thể khỏe mạnh, tận hưởng cuộc sống lạc quan, vui vẻ mỗi ngày.